Hello, xin chào các anh chị em nha các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các anh chị em và các bạn bật Super Chat nha. Bắt đầu bây giờ mình trước tiên mình vô cái kênh của mình ha. Mình vô hình đại diện nha. Ok, giờ mình bấm vô nha. Rồi khi mình bấm vô thì mình sẽ qua bên YouTube Studio nha. Ok, giờ mình kích nha mấy anh chị em. Kích nha. Thì sau khi kích vô á, thì các anh chị em nào mà chưa bật thay đổi cái nếu mà mình ở Việt Nam nha, thì các anh chị em phải cài đặt ha. Các anh chị em không cài đặt là không không mở Super Chat được nha mấy anh chị em. Thì bây giờ mình vô mình cài đặt nè. Ở dưới đây có cái chữ cài đặt ha. Bây giờ mình vô cài đặt. Ok, thì khi mình vô cài đặt thì mình bấm vô và khi mình vô cài đặt á ha, thì mình bấm vô chữ kênh nha mấy anh chị em. Rồi khi các anh chị em bấm vô chữ kênh nè, các anh chị em đuổi cái này ha, thì mình thay đổi quốc gia nha, tại vì cái Super Chat này là một số quốc gia không cho xài Super Chat, trong đó có Việt Nam của mình nha mấy anh chị em. Thì thông thường thì mặc định nó sẽ nằm ở đây ha. Thì giờ các anh chị em kích vô trong cái dấu V này ha. Giờ mình kích vô. Đây, mình kích vô. Thì các anh chị em thích cái mình thích nước nào thì mình bấm vô nước đó nha. Thì bây giờ mình kiếm cái thường thường là mấy anh chị em chọn cái Hoa Kỳ thì nó hay hơn ha. Thì khỏi mất công mình vô trong đó để mình lục cái cái lục ở trong đó là coi như nước nào cho xài, nước nào không cho xài ha. Thì thường thường mình vô Hoa Kỳ chưa chắc ăn ha. Giờ mình vô Hoa Kỳ nha mấy anh chị em. Ok, rồi khi vô tới Hoa Kỳ mấy anh chị em cài xong ha, đặt quốc gia xong, mấy anh chị em ở dưới màn hình của tay phải nó có cái chữ lưu ha, thì mấy anh chị em bấm vô lưu lại. Mấy anh chị em nhớ là khi mình bật Super Chat là phải đổi quốc gia nha. Cái này không ảnh hưởng nha mấy anh chị em. Tại vì có nhiều người hỏi là lý do nếu mà mình đổi cái kiểu này là sau này nó ảnh hưởng tới kênh. Thực sự ra là không ảnh hưởng nha. Tại vì khi mà mình đã làm kênh, mình đã xác minh á, mình bước vô mình làm á, là YouTube bắt mình xác minh rồi. Và số điện thoại mình ở quốc gia nào rồi ha. Thì nó nằm ở trong bên cài đặt bên trong ha. Còn cái đây chỉ là thay đổi cái quốc gia ở bên ngoài thôi. Mấy anh chị em mình yên tâm chỗ đó ha. Thì bây giờ bắt đầu bây giờ mình lưu nha mấy anh chị em. Ok, giờ mình bấm lưu vô. Rồi thì khi mà mấy anh chị em bấm lưu vô là bắt đầu mấy anh chị em xuống cái chữ kiếm tiền nha. Đây cái chữ kiếm tiền mấy anh chị em bấm vô đây. Thì mấy anh chị em bấm vô cái này là mình đã cài rồi nha mấy anh chị em. Mình đã cài rồi. Thì bây giờ ở trên ha, ở đây bên đây là tổng quan ha, bên đây là Super Chat. Thì ở trên của mấy anh chị em là mấy anh chị em có cái chữ này, mấy anh chị em kích qua cái chữ Super Chat ha. Ok, cái đây là mình cài gọi nhé mấy anh chị em. Ở đây mình cài gọi, thì mình chưa cài thì mình cúp mà mình bấm qua đây ha. Thì ok, thì trong cái này phần này á là mình đã cài rồi, thì mình sẽ chuyển đổi qua cái phần kia ha, để cho mấy anh chị em tận tình hơn ha và chi tiết hơn để mấy anh chị em mình dễ làm. Ok, bây giờ để mình qua. Sau khi mình kích vô chữ Super Chat ha, thì nó sẽ hiện ra cái bảng như vậy cho mình ha. Thì ở dưới đây nó có cái chữ thường thường là cái này là ở nó tùy theo nha. Thì các bạn thấy cái chữ mà màu xanh ở dưới đây ha, các bạn hãy bấm vô cái chữ màu xanh này ha. Thì khi các bạn bấm màu xanh này á, rồi giờ mình kích vô cái chữ màu xanh này nha mấy anh chị em. Ok, giờ mình kích vô. Giờ sau khi mình kích vô ha, thì nó sẽ hiện ra cái bảng như vậy. Thì mấy anh chị em lưu ý nha, mấy anh chị em lấy chuột ha, mấy anh chị em vuốt nó lên ha, thì nó sẽ lòi ra ba cái khung như vậy ha, và một cái ô nhỏ ha. Thì ở bên đây là mình viết cái tên kênh của mình ha. Rồi ở bên tay phải mình á là mình viết cái Gmail ha, địa chỉ Gmail của mình ha, mình bỏ vô.
Còn ở dưới ô cuối cùng này á, là các bạn viết một cái tên công ty ha, nhà cái tên gì cũng được bất kể ha, à, mình thích cái tên nào đẹp đẹp mình bỏ vô đại ha. À, bỏ vô đại xong xuôi các bạn kích vô trong cái ô vuông này ha, à, cái ô vuông nhỏ xíu này các bạn kích vô xong đi rồi nó sẽ nổi lên ha, cái chữ tôi đã đồng ý là những cái này là những cái điều khoản lực ha. Thì bây giờ mình không hiểu cái gì á, thì bây giờ mình cứ viết yên vậy xong xuôi đi rồi mình kích nó vô ha, à, các bạn kích nó vô là nó đã hoàn thành ha. À, khi mình kích nó vô là nó sẽ ra y như vậy ha. Khi mình kích vô á, là nó sẽ trở ra màn hình. Thì các bạn nên nhớ ở đây nó có hai cái chấm, thì các bạn nhớ nó đang bình thường của nó là nó sẽ bật một cái này và tắt một cái này, thì các bạn bật luôn hai cái ha, bật cho nó xanh lên ha. Thì cái video của mình đến đây xin kết thúc, chúc các bạn thành công nha. Bye bye, xin chào tạm biệt các bạn.